Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, cuộc đời vừa vất vả lại ngắn ngủi. Nếu mỗi ngày đều phải tranh đoạt, phân phải trái thắng thua, thì không những khiến bản thân luôn trong trạng thái mệt mỏi, mà hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu. Do đó nên khôn ngoan khi cư xử trên đời và hãy để người khác đi trước một bước trong trường hợp khó khăn. Bởi vì nhường một bước tương đương với việc để lại chỗ cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Người thông minh sẽ hiểu được rằng kẻ thù thực sự khi chúng ta cãi nhau không phải là người đang đứng trước mặt, mà chính là thứ cảm xúc ẩn nấp trong cơ thể mỗi con người. Do đó, hãy để tất cả mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bởi vậy, khi gặp 5 kiểu người này, nên bình tĩnh, đừng cố chấp hơn thua sẽ tốt hơn. Đó là những kiểu người nào? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời tìm hiểu trong video ngay sau đây. Thứ nhất, đừng tranh tiền tài với người yêu tiền. Đã là con người, mỗi người đều có lòng ham thích khác nhau. Người thì trọng tình cảm, có loại người lại thích tích lũy tiền tài, lấy tiền tài là tình yêu lớn nhất cuộc đời. Bọn họ cho rằng chỉ có tiền mới đem lại cảm giác an toàn. Những người như thế sẽ coi tiền bạc là cuộc sống. Cho nên khi tiếp xúc với những loại người như thế này, ta phải tuyệt đối tránh việc phải cùng họ tranh đoạt tài phú. Tranh đoạt chỉ đẩy ta vào thế lưỡng bại câu thương, đánh nhau tới chết, không màng thiệt hại, thậm chí còn mang tai họa đến cho chính mình. Con người khi đến tuổi trung niên không nên đặt lợi ích lên quá cao, tiền tài không còn là mục tiêu hàng đầu như thời trẻ nữa. Đó chỉ là vật ngoài thân, không thể không có, nhưng mất đi thì vẫn có thể kiếm lại được. Chưa kể lúc này sự nghiệp cũng đã có chút thành tựu, gánh nặng kinh tế không còn nặng như trước nữa. Khi ấy bản thân và gia đình khỏe mạnh, có thể sống một đời thanh thản, an lành mới là mục tiêu lớn nhất. Thứ hai, không tranh chấp với những người sĩ diện. Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp những người coi sự tôn nghiêm của chính mình là thứ đáng quý nhất. Những người này có một đặc điểm lớn nhất là thích thể hiện, thích sĩ diện, thích là loại khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói là phải, trong lòng lại nói trái. Trước đám đông, họ thích thể hiện tài năng và những điểm tốt của mình, phóng đại hoặc tô vẽ quá mức để nhận được sự trọng vọng của người đời. Tuy nhiên, ta không thể tránh những người như vậy. Khi tiếp xúc với những người thế này, cần tuyệt đối tránh không làm họ xấu hổ, không động đến sự tôn nghiêm. Ta không nên mổ xẻ đánh giá họ, nếu không tỏ ra tôn trọng được, thì cứ giữ thái độ trung dung, ít tranh cãi. Có vậy thì ta với người đó có thể hòa thuận với nhau. Khi đến tuổi trung niên, ta sẽ thấy việc thêm bạn bất thù quan trọng như thế nào. Có thêm bằng hữu, chính là có thêm người giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, thêm người bên cạnh khi mình cô độc, thêm người động viên giúp mình đứng dậy sau những bi thương. Một người thật sự hiểu cách đối nhân xử thế, chính là biết cách kết giao với nhiều bạn càng nhiều càng tốt, càng nhiều mối quan hệ khăng khít, vốn xã hội càng nhiều, người đó càng thành công. Tuy nhiên, không phải tất cả những người ta tiếp xúc đều hợp tính hợp nết, dễ chịu với nhau. Trong mối quan hệ với những người bất đồng, ta phải biết tránh chỗ nhạy cảm của đối phương, không động vào những điều sẽ khiến cho họ cảm thấy tự ái, tổn thương lòng tự tin của họ. Có như thế thì mối quan hệ mới tốt đẹp, từ đó có thể giảm bớt được những thị phi. Thứ ba, không tranh cãi với kẻ hiếu thắng. Khi còn trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết vì lý tưởng công bằng, vì điều ta cho là đúng đắn, ta có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Thanh xuân mỗi người chỉ có một lần, nếu ta không muốn tuổi trẻ của mình trôi qua trong nhàm chán để khiến sau này phải hối tiếc, thì ta bắt buộc xông pha. Nhưng khi bước sang tuổi 30, những thay đổi lớn sẽ xảy ra. Lúc đó ta sẽ nhận ra rằng suy nghĩ của tuổi trung niên và thanh niên có rất nhiều điểm bất đồng. Từ thanh niên thành trung niên là một quá trình trưởng thành, chúng ta đi học, đi làm, va chạm xã hội rất nhiều, sẽ có rất nhiều thay đổi lớn diễn ra, trong đó có rất nhiều trải nghiệm. Tình người nóng lạnh từ non nớt thành chín chắn, lòng tranh đấu háo thắng cũng giảm bớt, đúng sai cũng không còn quan trọng như thời trẻ nữa. Ta cũng sẽ không còn cần phải tranh cãi, phải trái đúng sai nhiều nữa. Không những không giải quyết được gì mà còn mang thêm phiền não. Trong xã hội, chỉ biết cắm đầu vào tranh cãi mà không xem xét mình đang ở đâu,
rồi năng lực của mình như thế nào chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được. Khi đến tuổi trung niên, ta phải căn cứ vào tình hình thực tế, để rồi từ đó định đoạt, chứ không phải cứ cắm đầu vào tranh luận, rồi từ chuyện này kéo sang chuyện khác, đó mới là giải pháp của vấn đề. Thứ tư, không tranh luận với người khác trình độ. Người ta nói rằng trên đời này không phải ai cũng có thể hiểu bạn và đồng cảm với những trải nghiệm của bạn. Hầu hết chúng ta đều sống trong thế giới của riêng mình và khó có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Đặc biệt là với những người khác trình độ thì việc cùng nhau đồng hành, sát cánh lại càng khó. Khi trình độ của hai người khác nhau, những hiểu biết, quan điểm sống và cách nhìn nhận về sự việc cũng sẽ khác nhau. Giống như khi bạn nghĩ đọc sách là cách tốt nhất để cải thiện bản thân so với ai kia, đọc sách lại là khoảng thời gian vô ích, thà rằng tận dụng thời gian để kiếm tiền thì hơn. Nếu suy nghĩ của bạn và người đó không cùng trình độ, sẽ khó có cách nào để hiểu được ý định của đối phương. Cùng là cái nhìn về một sự vật, sự việc, chỉ người có cùng trình độ mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc đọc sách, sẽ không nói ra những điều bồng bột rằng đọc sách là thời gian vô ích. Hai người leo cùng một ngọn núi, nhưng khi đứng ở những vị trí khác nhau, góc độ nhìn khác nhau, cảnh quan nhìn thấy cũng sẽ khác nhau. Đối với những người không thể hiểu bạn, không cần phải giải thích quá nhiều với họ, miễn là bạn có thể kiên định quan điểm của mình. Có những luận điểm, luận cứ bảo vệ quan điểm đó, thì ý kiến của ai kia đâu còn quan trọng gì. Thay vì sống trong ý tưởng của người khác, tốt hơn hết hãy là chính mình. Thứ năm, không tranh cãi với người không liên quan đến mình. Nếu đã quý mến nhau, hãy cùng vun đắp xích lại gần nhau. Nếu chẳng thể tốt đẹp, tốt nhất không nên gượng ép. Tranh luận với những người không liên quan gì đến mình chính là hành động vô nghĩa. Trên đời này đâu ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh mình. Rốt cuộc, những người không quan trọng với bạn đâu cần phải quá quan tâm làm gì. Để rồi cuối cùng, những người gánh về những lo lắng chính là bạn chứ không ai khác. Mất công sức, thời gian để tranh cãi với người không liên quan gì đến mình, để cố thuyết phục họ đồng tình với quan điểm của mình, suy cho cùng cũng không để làm gì. Người thông minh luôn biết phân biệt được đâu là người ta nên ưu tiên, đâu là việc cần làm trước. Khi biết yêu thương bản thân mình, bạn sẽ thấy mất công sức để tranh cãi cứu vớt sĩ diện không giúp ích được gì. Con người ta phải sống trong những thứ có giá trị, đừng chỉ vì cái gọi là thể diện mà lãng phí thời gian quý báu của mình. Một người khôn khéo sẽ không bỏ thời gian để tranh cãi với người vốn chẳng liên quan, bởi anh ta hiểu rõ giá trị của bản thân mình. Cuộc sống này không chỉ gồm hai màu đen và trắng, không đúng chưa chắc đã sai, và không sai chưa chắc đã đúng. Khi bạn học được cách tôn trọng người khác và trân trọng giá trị của bản thân mình, biết cách hòa hợp, cuộc đời tự khắc sẽ tươi đẹp hơn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống dù bạn là ai, làm công việc gì, bạn cũng sẽ gặp đủ mọi vấn đề, mọi kiểu người. Và chắc chắn một điều rằng không ai có được mọi điều đều theo ý mình muốn. Tuy nhiên, nếu bạn luôn mang tâm lý giành giật, nhất định hơn thua trong mọi chuyện, mọi người, bạn sẽ không thể tận hưởng được niềm hạnh phúc. Đa phần những éo le của cuộc đời là do ta suy nghĩ quá nhiều, bận lòng quá nhiều. Cuộc đời này ngắn lắm, vui chẳng hết, sao phải tranh luận với ba người này? Thứ nhất, đừng gây gổ với bố mẹ. Những người tranh cãi và gây gổ với cha mẹ thường không thành công cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống. Người xưa nói trong nhà có người già như có được cả kho báu. Cha mẹ là gốc rễ của gia đình. Khi có cha mẹ ở đây, anh chị em có thể quây quần bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc. Cha mẹ là bộ não của gia đình. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và có thể cho bạn những lời khuyên khi bạn gặp khó khăn. Có cha mẹ thì con có chốn để về khi gặp khó khăn. Không có cha mẹ chỉ có thể vô định, mất phương hướng trước dòng đời đầy rẫy chông gai. Do đó, cha mẹ cần sự tôn trọng và tán thành của con cái. Đặc biệt là các bậc cha mẹ lớn tuổi thường muốn đưa ra một số lời khuyên để tìm thấy cảm giác kết nối. Nếu lúc này con cái phớt lờ hoặc cãi lời cha mẹ và phải chứng minh rằng cha mẹ đã sai thì càng không nên. Đã từ lâu, cha ông ta hết sức coi trọng việc giáo dục đạo lý làm người cho con cháu
mà trước hết là phải lấy chữ hiếu làm đầu. Trước tiên, điều hiếu đạo thường xưa nay. Bởi lẽ người mà không có hiếu đối với cha mẹ, không biết yêu thương, kính trọng những người sinh thành dưỡng dục mình, thì khi ra ngoài xã hội, con người ấy khó trở thành người có tình cảm, biết yêu thương những người xung quanh. Không tranh cãi đúng sai với cha mẹ không phải là đạo hiếu, nhưng so với công ơn dưỡng dục thì mọi chuyện đúng sai dường như không đáng kể. Thứ hai, đừng tranh cãi với sếp. Tranh luận hoặc cãi vã với sếp là điều cực kỳ ngu ngốc. Trước hết, sếp cần thể diện. Cãi tay đôi với sếp trước mặt người khác sẽ khiến sếp mất thể diện, không còn đường lui, trở mặt thẳng tay với bạn và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu sếp của bạn thực sự sai, hãy bình tĩnh và trao đổi riêng. Thứ hai, sếp có quyền lực và nguồn lực. Nếu bạn làm mất lòng sếp, bạn sẽ không được trọng vọng, chứ chưa nói đến việc được thăng chức. Nhiều người sẽ nghĩ điều này là sáo rỗng, nhưng không phải những người bình thường làm việc cần mẫn chỉ để kiếm vài đồng bạc đó sao? Do vậy, nếu bạn cho sếp thể diện, sếp cũng có thể cho bạn thể diện và cơ hội. Thứ ba, đừng cãi nhau với vợ chồng. Ông bà có nói, chén đũa trong chạn còn có lúc xô nhau, huống hồ là vợ chồng cùng chung sống, không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Nhưng cãi nhau thế nào là cả một nghệ thuật. Con người trưởng thành từ những cuộc tranh cãi, cũng có người vì tranh cãi mà chịu tổn thương trong tâm hồn, gia đình tan vỡ. Vợ chồng tranh cãi thường thắng sự thật, nhưng lại mất đi tình cảm. Do đó, bạn phải kiểm soát tâm trạng trước, rồi mới giải quyết mọi việc, đừng để giận quá mất khôn. Thứ tư, không tranh cãi với người không ra gì. Trong Thiên Thu Thủy, Trang Tử từng viết, không thể nói chuyện băng tuyết với côn trùng mùa hạ. Câu này có nghĩa tranh luận với người cố chấp, không chịu hiểu vấn đề là một điều vô ích. Sống trên đời, không nên tranh giành hơn thua với kẻ ngốc, đó là một loại trí khôn. Tránh lãng phí thời gian vào những việc không hay, chúng ta sẽ thu hoạch được những điều tốt đẹp hơn đang chờ mình. Có những lúc giả câm vờ điếc sẽ chẳng mất gì, tránh đẩy mình vào trạng thái căng thẳng, tức tối khi cãi nhầm người. Quý vị thấy đấy, trong mối quan hệ nào cũng thế, trước khi nói điều gì chúng ta nên suy nghĩ liệu lời mình nói ra có ích gì hay không, có nhất thiết phải nói ra hay không. Đừng chỉ nói cho sướng miệng mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Nói lời dễ nghe, biết nói đúng lúc, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, chính là một điều khẳng định nhân cách của con người. Một người khôn ngoan luôn giữ thái độ khoan dung độ lượng, bình tĩnh khi giao tiếp, dù ai đó muốn mượn cớ nổi giận cũng khó. Nên nhớ, dùng sự ôn hòa để đối đãi với người đời, như vậy giải quyết hiểu lầm tốt hơn nhiều so với việc đôi bên gân cổ lên cãi nhau. Quý vị đã từng tranh cãi với những người trên bao giờ chưa? Hãy chia sẻ cho Ngẫm Sự Đời cùng biết. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh.